Huế và em đã có mặt tại đây. Anh Nhật, anh có căng thẳng không anh? À, không, anh không ở căng thẳng, nhưng mà tại vì là anh hơi bị ở mức một chút xíu thôi. Sao anh? Về truyền kiều là anh thuộc, mà lúc này mà tự nhiên quên cái chuyện của anh, nhưng mà anh em cứ ba tới ban lúi hoài, chứ đụng ra là phải đọc luôn từ đầu mày đúng. Anh ghim cái chuyện đó từ nãy tới giờ luôn đó hả? Mà trong khi đã thắng rồi. Mà trời ơi, mình nghĩ là mà anh thua em không nói, anh thắng mà anh vẫn còn ghim gút cái chuyện đó. Nhưng mà nghĩ sao mà không thuộc truyền kiều của miền du vậy? Dạ bởi, nhưng mà mình đã thắng ra. Mình đã thắng là hay rồi. Có vẻ anh Long Nhật rất là tâm đắc với truyền kiều. Anh đọc thêm một hai câu tặng mọi người được không? Những câu nào anh thuộc? Anh thích nhất là hai trang là Trà Tạ Thủy Vân. Còn đến khi mà kiều thì là Đại Thi Hàng Nguyễn Du còn mấy chữ thôi, còn mấy câu thôi. Kiều càng sắc sảo mặn mà, so bề tài sắc lại là phần hơn. Làng Thu Thủy nét xuân sơn, hoa ghen thua thẩm liệu hơn kém sắc. Dạ, đó là những câu thơ miêu tả về nhan sắc của cái kiều. Kiều chốt mà ngay hồi nhỏ mình học mình cũng biết rằng là không phải ngẫu nhiên mà Đại Thi Hào Nguyễn Du đã dành những cái từ như là ghen, hờn dành cho Thúy Kiều. Tức là báo trước một cái điều là cuộc đời của Thúy Kiều sau này cũng sẽ rất là long đong, vất vả. Trong khi Thúy Vân thì là những cái lời nó rất là nhẹ nhàng, khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang, hoa cười ngọc thốt đoan trang đó. Còn trong cái vòng thi này, chúng ta cũng sẽ có những cái câu ca dao hoặc là những cái câu thơ lục bát nổi tiếng như vậy. Vì thì anh nãy giờ anh thấy ở hai vòng đầu á, em rất là điềm tĩnh, cũng như là sự sắc sảo và có sự tính toán trong từng câu trả lời của mình. Vậy cho anh hỏi, hồi đó đi học mình có giỏi văn không cái đã? Dạ, thật ra em hồi đó đi học cũng tương đối là giỏi văn, trong các môn tính ra là giỏi văn nhất à, nhưng mà cũng được cái là hay học thuộc bài nhất. Những cái môn nào mà chuyên về học thuộc bài thì em học nhanh. Cho nên là hồi xưa đó. Cho nên là bây giờ là mấy con, với lại thực ra có những cái mà em may mắn một cái là trong đội của em á, là anh Nhật, em với anh Nhật rất là bù trừ. Nhiều khi có câu này em nhớ nhưng mà anh Nhật lại không có nhớ lắm, mà câu đó thì anh Nhật nhớ nhưng mà em lại không nhớ, thì cứ bù qua bù lại cho nhau. Thế là một câu rất là tròn trịa. À, không biết rằng anh Nhật và Vi có vượt qua được cái vòng 3, vòng cuối cùng này không? Một câu mình đoán đúng, mình có 20 triệu đồng. Trời ơi em ơi. Hai câu đoán đúng, 40 triệu đồng. Ba câu đoán đúng, 100 triệu đồng. Trời ơi. Rồi thì ngày nào cũng cho anh đi chơi chương trình này đi. Vừa được đến sóng truyền hình, được gặp gỡ bà con nè, mà được có thêm kiến thức, rồi để có tiền đem về cho vợ cho con nữa. Vậy là mặc định là đi là thắng hết, nghe chưa? Anh Nhật là thắng hết đó. Nhưng cái vòng này nó không có trải dài giống như hai cái vòng trước. Ngâm nga rồi suy nghĩ rồi chưa, khoan, từ từ không có. Chỉ có 120 giây thôi. Trong 120 giây đó mình sẽ phải giải đáp ba câu ca dao này nha, xin mời. Đó, ba câu ca dao rồi, bây giờ thời gian 120 giây. Bây giờ hai anh em tính xem mình sẽ lật những ô nào. Mình cứ lật đầu đuôi trước đi ha anh ha. Khoan, từ câu đầu, chọn câu đầu tiên đi em. A1. A1, A4, A5. Không, A5 cũng được. Rồi, B đi em. B1, B4, B6. Rồi. B8 luôn không? Dạ. Rồi, cho em chọn nữa đi. C1. C1. C2, C6, D4, D7. Là được, mới 5 à. D2 đi anh hả? D1, D... Rồi, D... Đủ chưa? D8 đi. D8. Rồi. D2 cái nữa. Rồi. Ở dưới là E1. E1, E5. E5. F1, F3. F6. E3 đi. Thêm một cái nữa anh. F5 đi. F5. Rồi. Như vậy là đội Huế và em đã chọn 21 ô. Và bây giờ chúng ta hãy xem coi dưới những cái ô này là những cái từ gì nha. Và lúc đó thời gian nó sẽ bắt đầu nhảy. Hãy nghe cái lời gợi ý của Đại Nghĩa và sau đó trả lời liền. Nếu như cảm thấy câu nào chưa nghĩ ra, cho qua để đọc gợi ý của câu tiếp theo. Xin mời ô chữ. Gợi ý câu 1. Câu ca dao biểu đạt cho tình yêu mới chớm nhưng nồng nàn và hứa hẹn nhiều điều tốt đẹp. Rồi, anh đọc câu 1 nha. Rồi. Đôi ta như lửa mới nhen, như trăng mới mọc, như đèn mới khêu. Chính xác. Câu 2. Câu ca dao này nói về thân phận người phụ nữ xưa không biết được tương lai thế nào, ví như một hiện tượng thiên nhiên. Thân em như hạt mưa rào. Hạt sa
đáy giếng. Hạt vào vườn hoa. Chưa đúng. Vâng. Thân em như hạt mưa rào, hạt xa đáy giếng. Hạt xa vào giếng, hạt vào vườn hoa. Vẫn sai. Không biết, mình qua câu sau đi. Bỏ qua đi. Thuyền về có nhớ bến xưa, bến bến bến. Thuyền về có nhớ bến chăng, bến thì một già khăng khăng đợi thuyền. Chính xác. Rồi. Trở lại câu 2. Thân em như hạt mưa rào, hạt xa đáy giếng. Hạt vào vườn hoa rồi lúc này rồi hả? Hạt xa cái gì giếng? Hạt xa đáy giếng. Hạt xa, hạt xa xuống giếng. Hạt xa xuống giếng, hạt vào vườn hoa. Chốt chưa? Chốt. Chính xác. Yeah. Thời gian còn lại rất nhiều nha, còn lại khoảng gần 1 phút. Có nghĩa là trong vòng 1 phút mấy giây thôi, hai anh em đã giải mã được cả 3 câu ca dao này. Quá tuyệt vời. 100 triệu đồng. Mời anh Long Nhật và Tường Vy. Thưa quý vị, như vậy là trong vòng 1 phút mấy giây thôi thì đội Huế và em đã giải mã được cả 3 câu ca dao này. Đó là một cái điều mà làm em rất bất ngờ luôn đó anh Nhật. Bởi vì ví dụ như cái câu đầu tiên, mới nhìn lên thôi những cái từ gợi ý là anh đã đọc ra được liền. Đó là cái câu mà đôi ta như lửa mới nhen, như trăng mới mọc, như đèn mới khêu. Dạ, chỉ có hơi khó chút xíu là ở cái câu số 2. Cái chữ mà xuống giếng thì mình hơi lúng túng chút. Đúng rồi, xuống giếng hay là đáy giếng gì đó. Đáy giếng. Rồi Vi nó là vào giếng. Đúng rồi. Và cuối cùng thì mình cũng đã tìm được, đó là một cái từ gọi là xuống. Xuống giếng. Rơi xuống giếng. Mà còn... anh nhớ trong đầu anh là đẩy giếng. Hạt rơi đẩy giếng. Anh nhớ như vậy á. Có những cái gì bản như vậy. Đúng rồi. Thưa quý vị, như Đại Nghĩa đã nói ngay từ đầu chương trình là ca dao Việt Nam vô cùng phong phú. Và dì bản cũng được xem như là một thuộc tính đặc biệt của ca dao Việt Nam. Cho nên là có khi những câu mà người chơi đọc lên không sai, nhưng chẳng qua là nó chưa có khớp với đáp án của chương trình mà thôi. Vì vậy họ phải tìm một cái đáp án khác, đến khi nó khớp thì họ mới giành chiến thắng. Câu số 3 thì là cái câu mình nghe nó quen thuộc hơn ha. Thuyền về có nhớ bến chăng, bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền. Nhưng mà ban đầu hình như là Vi nói thuyền về có nhớ bến xưa không em? Dạ đúng rồi, em lúc đầu là thuyền về có nhớ bến xưa. Thì anh Nhật phải nói là không phải bến chăng, là mình luôn vấn đề khăng khăng. Chứ thuyền về có nhớ bến xưa, bến thì một dạ khư khư thuyền hả? Thì nó không phải. Dạ, cái thú vị của ca dao Việt Nam đặc biệt là ở cái thể thơ lục bát. Và mấy là cái bài nãy Nhật hát rồi. Dạ. Trong cái bài mà bên văn bờ hiền lương của nhạc sĩ Hoàng Hiệp đó. Thì là thuyền về có nhớ bến chăng, bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền. Đã. Những câu ca dao của Việt Nam vẫn thường hay được các nhạc sĩ đưa vào trong các tác phẩm âm nhạc. Đúng và rồi. Hơn cái anh Long Nhật, anh đi hát cái dòng nhạc quê hương nhiều nữa. Mà dòng nhạc quê hương thì hay đưa ca dao vào. Đúng rồi. Cho nên ngày hôm nay mình thấy rằng là rất là nhiều cái câu ca dao mà anh nhớ từ những cái bài hát của anh ấy. Chúc mừng hai anh em, anh Long Nhật và Tường Vy đã giành chiến thắng trong ngày hôm nay. Số tiền thưởng mà họ mang về là 167 triệu 500 ngàn đồng. Yeah! Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay, non nước này. Em lo quá. Sao vậy? Với cái số tiền thưởng cao như thế này thì không biết chương trình mình kéo dài được bao nhiêu tập. Dạ, thưa quý vị, rất vui khi ngày hôm nay những người nghệ sĩ đã đến tham gia chương trình và cho chúng ta nhớ lại về những cái câu ca dao quen thuộc của Việt Nam chúng ta, cũng như là có những dị bản hoặc là những câu thơ nó đã thuộc nằm lòng và đôi khi chúng ta quên đi. Đúng rồi. Sẽ là một cơ hội để chúng ta nhớ lại tất cả những cái điều đó. Cảm ơn anh Long Nhật, cảm ơn Tường Vy cũng như là Gia Bảo với Lebela đã đến tham gia sau hai chữ. Đến đây thì chương trình xin được phép kết thúc. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện và sẽ phát sóng hàng tuần vào lúc 20 giờ 30 phút thứ ba trên kênh HTV7. Xin chào tạm biệt quý vị. Thưa quý vị, Bình Tân và Dương Lâm, Ngọc Trai và Đồng Ánh Quỳnh. Chương trình quả thiệt vui ghê, tham dự một cái là mê tới già. Muốn sang phải bắt cầu kiều, muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy. Học sinh giỏi của ban cấp 2.